xin chào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Hôm trước thì cô đã hai cái ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi, nhớ giúp cô là thứ bảy chủ nhật là không có lịch nha các bạn nhé. Lịch cố định của chúng ta là tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu lúc 12 giờ đêm. Tuy nhiên thì thứ bảy và chủ nhật thì nếu như học thì cô sẽ thông báo, còn nếu như không học thì auto là nghỉ nha các bạn nhé. Rồi, bởi vì nói thật với bạn là cả một tuần chiến đấu rồi, có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật là con cô ở nhà, mà con ở nhà thì phải chơi với nó mệt lắm luôn, thế nên là nó cũng rất là kinh hoàng và khủng khiếp, nên là chỉ gặp nhau ở đây lúc 12 giờ đêm được thôi nhá. Rồi ạ. Và đến hôm nay là còn 119 ngày các bạn nhớ nhá. Hôm trước là chúng ta còn 120 ngày là 12x, mà hôm nay là 11x. Thế là cái số lượng ngày chúng ta đã giảm đi rất nhiều rồi và kỳ thi đang đến rất gần rồi. Cái quan trọng nhất bây giờ là gì? Cái quan trọng nhất bây giờ là phải nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm và kỷ luật. Và quan trọng hơn là kỷ luật với 120 ngày của cô Dương live stream và đồng hành của các bạn trên fanpage. Ok, trước khi vào bài giảng thì check giúp cô âm thanh, ánh sáng, hình ảnh ok chưa? Để chúng ta bắt đầu 12 giờ đêm chúng ta gặp nhau. Đây là một giờ rất là linh. Tạm biệt ngày cũ và bắt đầu một ngày mới bằng cái sự chăm chỉ của mình. Nhưng nhớ ủng hộ tinh thần cô Dương bằng cách chia sẻ live stream có được không ạ? Rồi ạ. Rồi ok, và chúng ta sẽ đến với nội dung của bài học ngày hôm nay. Đó chính là yêu cầu của đề. Chúng ta phải đi tìm hiểu yêu cầu của đề, sau đó chúng ta mới đi giải quyết đề. Thì đâu đó khoảng tầm 10 ngày đầu tiên thì cô sẽ dạy cho bạn kỹ năng, và sau đó thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng nội dung mà chúng ta sẽ học và ôn thi nhá. Nhưng mà trước tiên cho cô thấy được cái sự gọi là hăng hái của các bạn, cái sự nồng nhiệt của các bạn, cái tinh thần học tập của các bạn bằng việc thả tim thật nhiều và ấn cho cô một comment sẵn sàng vào đây được không ạ? Nhanh lên, không thì coi như là giảm nhiệt luôn đấy. Học đêm như này cô biết rằng là cần phải khuấy động cái tinh thần của các bạn, và các bạn cần phải nhiệt thành lên, cần phải hứng khởi lên thì chúng ta mới bắt đầu là tham gia được, đúng không ạ? Rồi, nhanh lên nào. Ok nào. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh ok chưa? Nói thật với bạn là vừa nãy cô mới dạy nhóm luyện đề xong lúc 9 rưỡi. Thì khi mà cô dạy lúc mà 9 rưỡi khóa luyện đề của cô dạy là học lúc 20 giờ. Thì khi mà cô dạy nhóm luyện đề ấy, thì thật sự là mỗi lần mà dạy nhóm luyện đề xong nó rơi tầm 2 tiếng, hơn 2 tiếng. Nó là một cái gì đấy kiểu như vắt kiệt sức của cô nói suốt 2 tiếng và 2 tiếng rưỡi cô bị mệt đấy. Xong rồi cô nói với các bạn luyện đề là thôi chết rồi, hôm nay thứ nhất là hơi ho ho, thứ hai là cũng hơi đau họng. Với lại dạy xong nhóm luyện đề là coi như tinh thần nó kiểu như là bị xuống dốc luôn rồi. Thì cô bảo là chết rồi, cái tình hình này thì không biết là lát nữa 12 giờ đêm thì có dạy được ở trên fanpage hay không. Còn nếu như mà không thấy cô xuất hiện tức là cô đã ập rồi. Thế các bạn, cô nói với nhóm luyện đề như vậy. Nhưng mà sau hôm nay may quá, đề trong nhóm luyện đề thì nó cũng hơi ngắn, thế nên là nó hơi dễ. Thế nên là các bạn ấy đã xong và cho cô có khoảng tầm hơn 1 tiếng để cô nghỉ ngơi. Nói chung trong khóa luyện đề thì sẽ có những đề dễ và có những đề khó, có những đề dài và có những đề gọi là trung bình. Nên là cứ đan xen nhau để cho các bạn đỡ là oải. Chứ đề nào cũng khó mà đề nào cũng luyện nhiều thì đôi khi là các bạn ấy sẽ bị oải. Nên là cô cũng sẽ biết cách đan cài để cho các bạn có thể dung hòa cái nội dung khó và dễ, dung hòa cái nội dung và mở rộng. Và cô cũng nói với các bạn trong khóa luyện đề và ở ngoài live luôn là nếu như mà bộ có thay đổi cái gì á, sắp tới mà có nâng cao yếu tố thực tiễn cho đề thi thì cô cũng sẽ cập nhật một cách nhanh chóng, nên là các bạn yên tâm nhé. Và ok ạ, các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, đêm hôm rồi, sẵn sàng chưa nào? Ấn sẵn sàng thật là nhiệt tình vào đây. Hôm nay đối thủ của chúng ta đã giảm đi một ít rồi đấy, nhưng mong rằng là nghĩa là khoảng thời gian này có thể là các bạn ấy chưa biết nhiều, nên là cô rất cần các bạn có thể lan tỏa cái video này, cái bài giảng này, để thứ nhất là chúng ta cùng được học miễn phí, thứ hai là chúng ta cùng lan tỏa những cái bài giảng giá trị đến với nhau, thứ ba là chúng ta sẽ cổ vũ tinh thần cho nhau, cùng nhau học tập. Đôi khi càng nhiều đối thủ ấy thì các bạn lại càng có một cái tinh thần học hơn. Đôi khi mà ít đối thủ, nhiều khi các bạn chủ quan ấy, là ít người học này thì chắc là các bạn ấy cũng lười, và mình cũng sẽ có một cái lý do để mình tăng cái sự lười biếng cho mình. Nhưng mà càng gọi đông bạn bè vào, đối thủ càng nhiều, cái tinh thần học tập của bạn nó lại càng tăng lên, và cái năng lượng trong cô Dương nó lại càng tăng hơn nữa. Thì chúng ta sẽ có một cái bài giảng mà nó thật sự là đầy cái tinh thần với nhau. Rồi ok ạ, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung buổi giảng thứ hai. Ok ạ, đó chính là yêu cầu của đề.
Tại sao cô lại nói về yêu cầu của đề? Bởi vì có rất là nhiều bạn làm sai yêu cầu của đề. Và hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích đề một chút trước khi mà chúng ta vào phân tích. Bởi vì như này, nếu như mà các bạn không hiểu yêu cầu của đề và các bạn không làm rõ yêu cầu của đề thì bài viết của các bạn dù văn phong có hay đến đâu đi chăng nữa nhưng nó vẫn là lan man. Văn câu từ của bạn xuất sắc đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu như không làm nổi bật yêu cầu của đề thì nó cũng chỉ là một bài phân tích bình thường mà thôi, không thể điểm cao được. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về yêu cầu của đề một chút. Yêu cầu của đề như sau. Thì đề thi của các bạn bây giờ nó sẽ có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó chính là yêu cầu chính và yêu cầu thứ hai đó chính là yêu cầu phụ. Ok ạ. Đối với câu 5 điểm phần nghị luận văn học của bạn nhé. Phần nghị luận văn học của các bạn nó sẽ có hai yêu cầu. Thứ nhất là yêu cầu chính. Một là yêu cầu chính. Yêu cầu chính thì chủ yếu là phân tích đoạn trích. Phân tích hoặc là cảm nhận đoạn trích. Đúng không ạ? Đấy, phân tích là và cảm nhận đoạn trích. Có nghĩa là người ta sẽ cho các bạn một đoạn trích. Xong yêu cầu các bạn phân tích hoặc là cảm nhận cái đoạn trích này. Thì đấy chính là yêu cầu chính. Sau khi yêu cầu chính thì người ta sẽ có yêu cầu phụ. Đó chính là nhận xét một cái nội dung nào đấy. Yêu cầu phụ sẽ là nhận xét, đúng không? Nhận xét một nội dung nào đó. Ok ạ. Một nội dung nào đó. Ví dụ như sau này. Đây, ví dụ như đề thi năm 2020. Đề thi năm 2022, người ta yêu cầu các bạn là phân tích cái đoạn trích này. Đây ạ. Đây ví dụ như thế này. Người ta cho các bạn một đoạn trích đó chính là sông Hương vùng ngoại vi thành phố. Và yêu cầu các bạn là phân tích hình tượng sông Hương trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét tính trữ tình trong ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thì phân tích hình tượng sông Hương chính là yêu cầu chính, từ đó nhận xét nét nữ tính, nét trữ tình trong ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường, đấy chính là yêu cầu phụ. Thì yêu cầu chính này thường nó sẽ khoảng tầm 2 điểm nhá. Yêu cầu chính này nó sẽ rơi khoảng tầm 2 điểm, còn cái yêu cầu phụ này nó sẽ rơi khoảng tầm 0,5 điểm. 0,5 điểm. Còn 0,25 điểm là cho phần mở bài và kết bài. Mở bài và kết bài thì sẽ là 0,25 điểm. Cái phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Phần giới thiệu tác giả và tác phẩm sẽ chiếm 0,5 điểm. Rồi cái phần gọi là đánh giá thành công nghệ thuật. Đánh giá thành công nghệ thuật. Đánh giá thành công nghệ thuật thì sẽ 0,5 điểm nữa là bao nhiêu? 3 điểm này, 3 điểm với 2 là 4, là 3 điểm. 1 điểm là 3 điểm, 3 điểm với 3 điểm rưỡi. 3 điểm rưỡi với cái phần mở bài này, bạn xác định đúng yêu cầu của đề là 4 điểm. 4 điểm bên cạnh đó cái phần sáng tạo của các bạn nữa, đúng không ạ? Cái phần sáng tạo chiếm 0,5 điểm, đúng không? Đấy, 0,5 điểm. Còn cái phần đúng chính tả và đúng cấu trúc bài viết là 0,5 điểm nữa là tròn 5 điểm. Vậy thì chúng ta đã nắm được cái cấu trúc của bài viết và thang điểm rồi. Đây ạ, cái phần phân tích này nó sẽ rơi 2 điểm đến 2 điểm rưỡi nhá. 2 điểm đến 2,5 điểm tùy từng đề thi. Đấy, tùy từng đề thi. Còn cái phần yêu cầu phụ này sẽ chiếm 0,5 điểm. Có những năm nó cho 1 điểm nha các bạn nhá. Tùy, nó sẽ dao động và chênh nhau khoảng tầm 0,5 điểm. Thì đấy chính là yêu cầu chính và yêu cầu phụ. Các bạn đã hiểu được cấu trúc của đề thi chưa ạ? Đề thi sẽ cho các bạn một đoạn trích. Và yêu cầu chính của nó chính là phân tích cái đoạn trích trên. Và yêu cầu phụ đó chính là nhận xét một cái nội dung nào đấy. Nhận xét một cái nét đặc sắc nào đấy mà người ta yêu cầu. Nó liên quan đến cái tác phẩm và liên quan đến tác giả. Vậy thì từ đó chúng ta cũng sẽ phân bổ kiến thức và phân bổ cấu trúc bài viết của bạn làm sao cho nó đáp ứng được cái nội dung yêu cầu của đề. Tuy nhiên, nếu như chỉ yêu cầu phân tích đoạn trích thôi thì cái quá trình ôn tập của chúng ta sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Nếu như đề chỉ yêu cầu các bạn cảm nhận đoạn trích thôi thì nội dung ôn tập của chúng ta không chiếm nhiều cái dung lượng cũng như là cái sự đau đầu nữa. Nhưng mà trong cái yêu cầu chính này này, nó còn phân ra làm hai cái. Các bạn để ý giúp cô, hai cái này nó có gì khác biệt không nhá? Ví dụ này, phân tích hình tượng sông Hương trong đoạn trích trên. Có nghĩa là trong đoạn trích này đang nhắc đến đối tượng là sông Hương. Được chưa? Nhưng bây giờ bạn để ý giúp cô này, một cái đoạn trích như thế này. Phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong kháng chiến được nhà thơ Tố Hữu thể hiện qua đoạn trích sau. Và đây chính là đoạn trích.
Thì cái yêu cầu của đề này và cái yêu cầu của đề này nó khác gì nhau? Nó khác gì nhau? Một cái là phân tích hình tượng sông Hương trong đoạn trích, và một cái là phân tích bức tranh hùng tráng trong đoạn trích. Thì nó khác nhau nhá. Nó khác nhau ở chỗ nào? Các bạn có thể chỉ ra cho cô được cái điểm khác nhau mà. Để có thể rõ hơn thì cũng là cái đoạn trích này nha các bạn nhé. Rồi ạ. Bây giờ cũng là cái đoạn trích này. Mà cô cho các bạn hai mệnh lệnh như sau. Mệnh lệnh thứ nhất đó chính là phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong đoạn trích trên. Và đây chính là yêu cầu 1. Và yêu cầu 2 đó chính là phân tích đoạn trích trên. Phân tích đoạn trích trên. Hai cái yêu cầu này có gì khác nhau? Yêu cầu 1 và yêu cầu 2 có gì khác nhau? Và khác nhau ở chỗ nào? Nào, comment giúp cô nào, sôi nổi lên. Trời ơi, đêm hôm rồi thì phải sôi nổi lên. Tinh thần của các bạn đâu? Giờ cái tinh thần chiến đấu của bạn đâu? Cái sự hăng hái nhiệt tình của các bạn đâu hết rồi? Cô bây giờ là 12 giờ nhá. Trước khi mà cô dạy các bạn là cô đã dạy qua một cái lớp, đó chính là lớp luyện đề. Rồi buổi trưa nay cô cũng có dạy các bạn. Đấy, buổi chiều cô cũng đi làm, cũng đi dạy, cũng tốn hết cả hơi. Mà đến bây giờ 12 giờ đêm cô vẫn đứng ở đây. Chứ không có lý do gì các bạn ngồi ở bàn. Có những bạn học sinh còn đang ngồi chui trong chăn đi kìa. Đấy, mà tôi phải đứng đây nha các bạn nhé. Đứng đây nó mệt hơn rất nhiều việc các bạn chui trong chăn. 15 phút đứng đây bằng 2 phút, bằng 2 tiếng các bạn chui trong chăn các bạn học đấy. Nha, nào nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở yêu cầu của đề. Đúng mà. Đây là phân tích khung cảnh hùng tráng. Nó khác với phân tích đoạn trích. Nghĩa là trong cái đề 1 này nó không yêu cầu bạn phân tích đoạn trích. Đoạn trích nó chỉ là ngữ liệu để làm sáng tỏ khung cảnh hùng tráng thôi. Còn cái yêu cầu thứ hai là bạn phân tích đoạn trích. Bạn không cần phải làm rõ cái khung cảnh hùng tráng. Nhưng ở yêu cầu thứ nhất người ta phải làm rõ được khung cảnh hùng tráng chỗ nào, hùng tráng ở đâu, hùng tráng như thế nào. Còn trong đoạn trích này bạn có thể phân tích từ câu đầu đến câu cuối cùng, hoặc là bạn phân chia luận điểm kiểu khác mà nó không phân chia luận điểm kiểu khác để nó làm rõ cái đoạn trích này là được. Vậy ấy thì có thể tóm gọn như sau này. Yêu cầu 1 này người ta được gọi là yêu cầu đề nổi, được chưa? Đề 1 kia kìa. Đấy được gọi là yêu cầu, đấy chính là đề nổi. Đấy ạ, đấy chính là nổi. Đấy chính là dạng đề nổi. Dạng đề nổi. Đề nổi có nghĩa là gì ạ? Là làm nổi bật một cái yêu cầu nào đấy, hay còn gọi là làm nổi bật một cái nét đặc sắc nào đấy của đối tượng được nhắc đến. Còn cái dạng đề thứ hai ấy, đó chính là dạng đề chìm. Dạng đề chìm. Dạng đề chìm có nghĩa là như thế nào? Chìm có nghĩa rằng là không cần phải nêu một nét đặc sắc nào, chỉ cần phân tích đoạn trích thôi. Được chưa ạ? Thế nhá. Đấy được gọi là yêu cầu đề nổi và yêu cầu đề chìm. Vậy ấy, nếu như mà trong cái yêu cầu đề nổi này, người ta yêu cầu bạn là phân tích khung cảnh hùng tráng, mà bạn chỉ tập trung đi phân tích từng câu là giặc đến rồi giặc lùng, rồi cây núi đá là thể hiện cái tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong những năm tháng kháng chiến, thì nó chưa làm nổi bật được cái sự hùng tráng. Vậy hùng tráng ở đâu? Thì đầu tiên các bạn cần phải nói là luận điểm 1 của đoạn này á, bạn nhìn giúp cô vào 3 gem chấm điểm nhé. Trong 3 gem chấm điểm của người ta không yêu cầu các bạn là phân tích động từ nhớ nó như thế nào, hoặc là phân tích cái từ rầm rập nó ra sao, hoặc là núi răng thành lũy sắt dày, rồi rừng tre bổ đội, rừng vây quân thù là thế nào. Mà trong 3 gem chấm điểm của bộ ấy, nó cho các bạn 4 luận điểm. Có rất là nhiều bạn khi mà đi thi cái đề này nói rằng đề dài quá em phân tích không có hết. Khi bạn phân tích từng câu thì bạn sẽ phân tích dài. Nhưng nếu như bạn biết phân chia luận điểm, hình thành luận điểm và bóc tách thành luận điểm như 4 cái video mà cô đã hướng dẫn các bạn, 4 cái bài giảng mà cô đã hướng dẫn các bạn ở tuần trước nữa ấy, thì là bạn sẽ xử lý đề này rất dễ. Vậy thì soi vào 3 gem chấm điểm chúng ta thấy này. Cái đoạn trích này và cái yêu cầu của đề này, nó muốn các bạn làm rõ khung cảnh hùng tráng, thì bạn phải đi chỉ cho người ta nó hùng tráng ở chỗ nào. Và nhìn đáp án này. Một, tính là khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc được thể hiện qua sự chung sức đồng lòng của quân và dân trong cuộc kháng chiến. Bây giờ bạn phải chỉ ra là thế cái sự chung sức đấy được thể hiện qua những chi tiết nào. Vậy sự chung sức đấy được thể hiện qua chi tiết này.
hùng tráng ở tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa con người với thiên nhiên và đất trời. Rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bồ đội, rừng vây quân thù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Đây chính là những ý thơ mà bạn đưa vào để bạn phân tích cho việc là con người và thiên nhiên, đất trời, rừng núi đã đoàn kết với nhau như thế nào. Đã đoàn kết với nhau ở cái đó chính là gì ạ? Đó chính là rừng cây núi đá đã kết hợp đoàn kết với cán bộ kháng chiến để đánh tây. Thiên nhiên đã đoàn kết với con người ở chỗ là núi răng thành lũy sắt dày, ở chỗ là rừng che bộ đội và rừng vây quân thủ. Đó, và đoàn kết ở chỗ là đất trời ta, từ quân đến dân, từ núi đến rừng đều chung sức đồng lòng đánh tây. Thì đó chính là những biểu hiện ở trong ý thơ để làm rõ cho nội dung là hùng tráng ở tinh thần đoàn kết. Vậy bạn sẽ không phải đi phân tích từng câu một, mà bạn phân tích cho người ta là sự hùng tráng ở đâu. Đấy, sự hùng tráng ở sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với đất trời. Đúng không? Thì đó chính là luận điểm thứ nhất mà bạn viết. Và khi các bạn phân tích theo luận điểm như thế này thì nó không có dài đến nỗi mà mình viết mãi không hết. Quan trọng hơn là mình đã làm nổi bật được yêu cầu của đề. Đề không yêu cầu chúng ta phân tích đoạn trích, mà đề yêu cầu chúng ta làm nổi bật khung cảnh hùng tráng. Thì tất cả hệ thống luận điểm của chúng ta phải tập trung để làm rõ cho tinh thần hùng tráng, bức tranh hùng tráng, khung cảnh hùng tráng. Và chúng ta sẽ đến với luận điểm thứ hai nhé. Đây chính là luận điểm 1 này. Và chúng ta sẽ đến với luận điểm 2, đó chính là gì? Hùng tráng ở các trận địa. Đây ạ, bình thường khi mà các bạn đi phân tích á, là các bạn sẽ phân tích cái đoạn này này. Đúng không ạ? Đấy, cái đoạn này là nói về cái sự đoàn kết của quân và dân, là cái sự chung sức đồng lòng, hợp lực của quân và dân, hợp lực của thiên nhiên và con người. Thì đấy chính là sự hợp lực. Nhưng mà nếu như bạn nói là hợp lực thì nó không đúng với yêu cầu của đề. Mà đề yêu cầu là khung cảnh hùng tráng, thì bạn phải nói là khung cảnh hùng tráng ở sự đoàn kết giữa con người thiên nhiên. Thì sau đây này, cái chỗ này các bạn phân tích ai về, ai có nhớ không. Rồi các bạn sẽ đi phân tích ai ở đây là một đại từ phiếm chỉ. Đấy, ai có nhớ không là một cái câu hỏi. Rồi bạn nói rằng là Phủ Thông Đèo Giàng là trận Phủ Thông, rồi trận Đèo Giàng, trận Sông Lô, rồi trận Phố Giàng. Có đúng không ạ? Là các bạn đi nói về việc là thứ nhất là các địa danh gắn với các sự kiện lịch sử, gắn với các mốc son. Rồi bạn nên phân tích là ai. Đấy, là từ ai thứ nhất, từ ai thứ hai. Động từ nhớ là một câu hỏi để xoáy vào lòng của người đi, là có nhớ về những trận đánh, có nhẫn về những sự kiện, có nhớ về những chiến thắng hay không. Có đúng không? Bình thường khi đi phân tích là như vậy. Nhưng đấy là bạn đang phân tích đoạn trích. Còn khi mà bạn phân tích để làm nổi bật yêu cầu của đề là khung cảnh hùng tráng, thì bạn phải chỉ cho người ta biết rằng là đấy chính là sự hùng tráng ở các trận địa, trận Phủ Thông, trận Đèo Giàng, nơi đã diễn ra các trận đánh vang dậy núi sông. Rồi trận Sông Lô thì đánh tàu chiến của Pháp. Trận Phố Giàng, Cao Lại, Nhị Hà là mở ra các chiến dịch biên giới Việt Trung, để là những cái bước khởi đầu trong cái chiến thắng của quân và dân ta. Thì đấy chính là hùng tráng ở các trận địa liên tiếp nối tiếp nhau, hùng tráng ở các sự kiện, các nơi đã diễn ra các trận đánh giữa quân và dân ta. Đúng không ạ? Là liên tiếp các trận đánh, liên tiếp các sự kiện nối tiếp nhau, để thể hiện cái sự dồn dập của nó, để thể hiện cái gì ạ? Cái không khí sôi nổi của nó, để thể hiện cái âm thanh vang dậy núi sông của nó. Thì đấy chính là hùng tráng ở các trận địa. Và sau đó là gì ạ? Hùng tráng ở đâu nữa ạ? Hùng tráng ở không khí ra trận. Không khí ra trận được diễn tả như thế nào? Được diễn tả với từ dầm dập như là đất rung. Rồi dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Đúng không? Nhưng mà đấy cũng là một cái không khí ra trận rất là lãng mạn, với hình ảnh là ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Có nghĩa là không khí ra trận sẽ mang hai âm hưởng. Âm hưởng thứ nhất là hào hùng khí thế. Đúng không ạ? Đấy, và cũng hùng tráng ở cái nét lãng mạn của nó nữa. Đúng không? Đó, thì đấy chính là luận điểm thứ 3 về khung cảnh hùng tráng. Và luận điểm thứ 4 về khung cảnh hùng tráng đó chính là hùng tráng ở tin vui. Khi mà tất cả nơi từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, từ miền ngược cho đến miền xuôi, ở đâu cũng có liên tiếp những cái chiến thắng, rồi liên tiếp những cái sự kiện, rồi liên tiếp những cái tin vui ập đến, là trăm miền, tin vui trăm miền. Nghĩa là dọc cái mảnh đất
Dọc đất nước Việt Nam đâu đâu cũng chiến thắng, thì đấy là hào hùng và tin vui chiến thắng đúng không ạ? Từ miền ngược cho đến miền xuôi, dọc từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, đâu đâu cũng có những chiến thắng, đâu đâu cũng có vang dậy núi sông, thì đấy chính là hùng tráng ở tin vui chiến thắng. Vậy thì trong cái đoạn trích này này, chúng ta sẽ không phải là phân tích từng câu. Có rất là nhiều bạn đi phân tích là nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây là một ý, xong rồi núi răng thành núi sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù là một ý, rồi mênh mông bốn mặt sương mù đất trời ta cả chiến khu một lòng là một ý, xong rồi sang đây các bạn phân tích là ổi những đường Việt Bắc của ta là thế nọ là thế kia, rồi động từ đêm đêm, rồi dầm dập, rồi như là đất rung âm r nối tiếp nhau, rồi thể hiện thế kia thế nọ thế kia. Nhưng không, không phải là mình phân tích từng câu, mà là mình phải bóc tách ra, đấy, bóc tách ngữ liệu ra để mình hình thành luận điểm. Thì 6 cái câu thơ này nó là một luận điểm đúng không ạ? Đó chính là hùng tráng ở tinh thần đoàn kết. Thứ hai là hùng tráng ở những trận đánh. Thứ ba là hùng tráng ở không khí ra trận. Và thứ tư đó chính là hùng tráng ở tin vui. Thì đấy được gọi là yêu cầu của đề nổi. Đó, đấy được gọi là đề nổi. Tương tự như vậy, các bạn nhìn cho cô một cái đề tiếp theo. Ok ạ. Tương tự như vậy, các bạn nhìn cho cô cái đề tiếp theo. Đó chính là đoạn trích này. Đây ạ. Người ta cho các bạn đoạn trích sau. Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân qua đoạn trích sau. Em ơi em, hãy nhìn rất xa. Và 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Trước tiên hãy xác định cho cô yêu cầu của đề này là đề nổi hay đề chìm, và nổi ở chỗ nào và chìm ở chỗ nào. Nào nhanh lên ạ. Ok. Nào, ok nhanh lên nào. Trời ơi, đêm hôm rồi phải sôi nổi lên. Để ông nào có comment chìm vào đây không? Tôi lại nhấn chìm bây giờ. Nhấn chìm trong đêm tối bây giờ. Nào, có ông nào chìm không? Để tôi còn nhấn cho cái chìm luôn bây giờ. Đấy, cô bảo là gì? Cô bảo là đề nổi có nghĩa là nó yêu cầu mình phân tích để làm nổi bật một cái nét đặc sắc nào đấy. Được chưa? Còn đề chìm có nghĩa là chỉ yêu cầu phân tích về đối tượng thôi. Dạng đề chìm là chỉ yêu cầu chúng ta phân tích về đối tượng hoặc là cảm nhận về đối tượng được nhắc đến mà thôi. Đó, được nhắc đến. Đấy, về đối tượng thôi. Thế bây giờ đề này là gì? Ok, đây chính là đối tượng này. Đúng không ạ? Đoạn trích này chính là đối tượng. Đây chính là đoạn này đang nói về cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Em ơi em hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta, họ đã sống và chết giản dị bình tâm. Đây là đoạn trích nói về nhân dân, đúng không ạ? Nói về nhân dân trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã làm gì? Thế là họ đã sống và chết rất là giản dị và bình tâm. Họ đã hóa thân cho đất nước. Họ đã mang đến những tinh hoa, những cái giá trị, những cái nét đẹp trong phẩm chất con người, tâm hồn, những cái giá trị thuộc về văn minh để làm ra đất nước. Vậy thì bình thường khi mà chúng ta đi phân tích ấy, các bạn sẽ phân tích kêu em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Đây chính là lịch sử 4.000 năm hình thành, giữ nước và dựng nước thế nọ kia. Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta là thế nọ thế kia. Nghĩa là bạn phân tích đây là một ý này, đây là một ý này, đây là một ý này, đấy, đây là một ý này, đúng không ạ? Thì đấy, thì bài viết của bạn, đây là bạn đang phân tích. Nhưng đề này là đề, đề gì? Comment rầm rộ lên xem nào. Trời ơi, hoạt động cái tay đi, không phải nằm ngủ quên mất đấy. Tôi đang cố gắng nói một cái âm lượng làm sao để cho các bạn có thể không bị ngủ quên rồi đấy. Chứ đêm rồi mà gào thét như thế này thực sự là cũng tốn hơi tốn sức thật. Nhưng mà vì cái việc là giúp cho các bạn không buồn ngủ, các bạn tỉnh táo, các bạn sẽ có cuốn theo được bài học, thì các bạn cần phải sôi nổi lên. Nào,
Là đề gì ạ? À? Đề nổi, chính xác. Mà người ta yêu cầu bạn làm nổi cái gì ạ? À? Nổi tư tưởng đất nước của nhân dân. Có nghĩa rằng là trong đây có những cái tư tưởng nào để nó làm rõ là đất nước của nhân dân thì bạn phải viết ra. Các bạn phải phân tích mổ xẻ ngữ liệu để làm nổi bật tư tưởng đất nước của nhân dân, chứ không phải là phân tích. Người ta đang yêu cầu bạn là phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân, chứ không phải là phân tích đoạn trích. Cái đoạn trích này nó chỉ là ngữ liệu để bạn làm nổi bật tư tưởng đất nước của nhân dân mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh đối với 300 chấm điểm để có thể xem được là tư tưởng đất nước của nhân dân trong đoạn trích này nó sẽ là cái gì nhá. Rồi ạ, đây ạ. Tư tưởng đất nước của nhân dân Nguyễn Khoa Điểm thể hiện trong đoạn trích đó là tư tưởng đất nước của nhân dân được khẳng định qua vai trò của nhân dân, những người dân bình dị vô danh đã làm ra đất nước. Và vai trò thứ nhất đó chính là nhân dân đã xây dựng, bảo vệ và làm ra lịch sử 4.000 năm. Đúng không ạ? Họ đã cần cù làm nụng, họ đã ra trận, họ đã chiến đấu để giữ gìn đất nước này, để bảo vệ cái đất nước này. Đúng không ạ? Họ đã mất 4.000 năm để xây dựng đất nước. Và 4.000 năm này cũng là để bảo vệ đất nước. Và 4.000 năm này chính là chiều dài lịch sử của dân tộc. Thì đấy chính là luận điểm thứ nhất để chúng ta làm rõ tư tưởng đất nước của nhân dân. Có nghĩa là nhân dân là có đất nước, có cái gì của nhân dân, đúng không ạ? Nhân dân đã làm ra cái gì thuộc về đất nước. Nhân dân đã làm ra đất nước bằng cách xây dựng, bảo vệ và lịch sử. Thì đấy chính là đất nước của nhân dân chứ còn của ai nữa. Đất nước của nhân dân bởi vì nhân dân đã xây dựng, bảo vệ và làm ra lịch sử của đất nước, nên đất nước phải là của nhân dân chứ không phải là của một thế lực nào đấy, không phải là một ai đó, hoặc là không thể gắn liền với một người vĩ nhân nào được. Ok, ý thứ hai, đất nước của nhân dân bởi vì nhân dân đã sáng tạo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần của dân tộc. Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa này, nghĩa là hạt lúa là nền văn minh lúa nước, nó chính là giá trị văn hóa thuộc về vật chất và tinh thần. Truyền lửa, lửa là hơi ấm, lửa là sự sống. Họ đã giữ gìn ngọn lửa, và lửa chính là thuộc về giá trị văn hóa và phẩm chất, giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Rồi giọng điệu cũng chính là giá trị văn hóa, tinh thần cũng là giá trị văn hóa để có thể giữ được giọng điệu, tức là giữ được dân tộc. Người Việt còn thì hồn Việt còn, đúng không? Tiếng Việt còn thì còn nước non, là bởi lẽ như vậy. Vậy thì nhân dân chính là người đã làm ra nền văn minh lúa nước. Nhân dân chính là người đã truyền lửa, truyền sự sống đến ngày nay. Nhân dân chính là người đã sáng tạo ra giọng nói và giữ gìn giọng điệu, truyền giọng điệu. Nên đất nước phải của nhân dân. Nghĩa là nhân dân đã sáng tạo, giữ gìn và phát huy những giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần, nên đất nước thuộc về nhân dân. Đó chính là luận điểm thứ hai mà mình viết. Còn luận điểm thứ ba đó chính là gì? Nhân dân là chủ nhân của đất nước, nghĩa là nhân dân sáng tạo ra đất nước, nên đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ca dao chính là những cái câu hát, những cái câu hò mà ký thác đời sống sinh hoạt cũng như vẻ đẹp tâm hồn, lối sống của cha ông, lối sống của nhân dân in sâu vào những câu ca dao tục ngữ. Nó là phần hồn của con người. Nên là đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, nghĩa là nhân dân là chủ nhân của đất nước, sáng tạo ra ca dao tục ngữ. Mà ca dao tục ngữ là ký thác đời sống cũng như giá trị tinh thần của nhân dân, nên đất nước thuộc về nhân dân, đúng không? Thì có nghĩa rằng là cái luận điểm 3 này, là mình sẽ lấy cái câu này để mình phân tích này. Đây, cái luận điểm 3 là mình sẽ lấy cái câu này để mình phân tích này. Còn cái luận điểm 2 là mình lấy cái này để phân tích này. Còn cái luận điểm 1 là mình lấy cái đoạn này để phân tích này. Nghĩa là mình sẽ phân chia cái ngữ liệu này thành 3 đoạn, và mỗi đoạn sẽ gắn với một luận điểm. Có đúng không ạ? Thì đó chính là cái mà phân tích. Vậy đây chính là đề nổi, đúng không? Vậy thì đối với cái đề này mà bạn nào phân tích từng câu ấy thì sẽ không thể nào được điểm cao được luôn. Bởi vì người ta có yêu cầu các bạn là phân tích đoạn trích đầu, mà người ta yêu cầu các bạn là gì ạ? Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân. Thì đó chính là về phần yêu cầu chính. Vậy nhớ cho cô, yêu cầu chính nó sẽ làm phân ra làm hai kiểu. Và cái kiểu đề này là thi năm 2020. Còn cái đề Việt Bắc này thi năm 2021. Đấy, có nghĩa là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các bạn đã từng thi đề nổi rồi, chứ không phải là chưa thi. Cụ thể là năm 2020 và đất nước, và năm 2021 và Việt Bắc.
Biết đâu năm nay lịch sử lặp lại các bạn lại thi một yêu cầu đề nổi nữa thì sao? Nên các bạn cũng phải ôn luyện cái dạng đề đấy. Và đấy là lý do mà tại sao trong 4 buổi livestream đầu tiên, cô nói với các bạn và cô dạy các bạn là cô nói về việc hình thành luận điểm là bởi lẽ như vậy. Tất cả các bài giảng của cô nó đều có một cái sự logic trong những nội dung mà cô giảng. Chứ không phải là cô lên đây giảng là cô giảng bừa, giảng chơi, rồi giảng cho có đâu các bạn. Giảng để cho câu like, câu tương tác, không phải đâu các bạn. Cô giảng là nó có mục đích của mình, nó đi từ bài nọ đến bài kia. Thế cô nói rằng là xem live stream của cô Dương ấy, nếu như bạn nào hợp thì các bạn cố gắng đồng hành. Nếu như các bạn nào cảm thấy là nó phù hợp với cách hiểu cũng như là phù hợp với cách tiếp nhận của các bạn thì chúng ta đồng hành. Nhưng xem live stream của cô Dương là đừng hôm nay hứng thì xem, ngày mai không hứng thì thôi không xem, mà các bạn phải xem lần lượt từ bài 1 đến bài cuối, vì bởi vì nó có một cái sự logic với nhau. Nếu như các bạn vào luôn vào bài hôm nay á, các bạn sẽ không hiểu là hình thành luận điểm như thế nào để có thể có luận điểm. Bây giờ cô nói rằng là yêu cầu đề nổi là chúng ta phải hình thành những luận điểm để làm đồ vật yêu cầu của đề. Thế hình thành luận điểm kiểu gì? Làm thế nào để có luận điểm? Thì trong 4 buổi livestream đầu tiên, cô đã hướng dẫn các bạn về nội dung này rồi. Đấy chính là cách hình thành luận điểm và phân chia ngữ liệu để hình thành luận điểm. Và đến hôm nay cô mới nói với các bạn về luận điểm là bởi lẽ như vậy. Không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà cô có 4 buổi livestream nói về hình thành luận điểm đâu ạ. Để chúng ta có đến buổi livestream ngày hôm nay đấy ạ. Nên xem livestream của cô Dương cố gắng xem từ đầu đến cuối, cố xem đều, xem bền bỉ, xem liên tục từ video này đến video khác. Thế cô mới nói với các bạn rằng là trong 4 cái từ khóa mà cô đặt ra cho khóa 120 ngày đấy chính là gì ạ? Chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm và kỷ luật. Các bạn chăm chỉ học thì các bạn sẽ ngồi ở đây học. Rồi các bạn nỗ lực thì đêm rồi. Đấy, đêm rồi mà các bạn vẫn ngồi học, đấy là một sự nỗ lực đáng ghi nhận các bạn. Thứ ba là phải quyết tâm. Quyết tâm vượt qua cái lười, quyết tâm vượt qua cái sự trì hoãn, quyết tâm để ôn tập, chinh phục cái mục tiêu của bạn. Và thứ ba, tư đó chính là kỷ luật. Kỷ luật bản thân bạn. Hôm nay nếu như có động lực bạn ngồi ở đây, nhưng ngày mai bạn không có động lực bạn vẫn phải ngồi ở đây, bởi vì bạn đang quyết tâm để chinh phục cái mục tiêu của bạn, đúng không ạ? Mà cái kỳ thi này là cái kỳ thi mà cô đã nói các bạn ngay từ đầu là chưa bao giờ cô có một cái chương trình đồng hành với học sinh nào mà kéo dài đến tận 120 ngày. Nó quá dài, nó quá là hao mòn thân xác, nó quá là hao mòn sức lực, nhưng cô vẫn đứng ở đây và kiên trì. Thì cô rất là mong các bạn hãy giữ cho mình một cái tinh thần kỷ luật để chúng ta ôn và học nhá. Rồi ạ. Thì đó chính là về nói về yêu cầu của đề và nói đến yêu cầu chính. Và chúng ta sẽ sang đến yêu cầu phụ. Và yêu cầu chính nó sẽ có hai kiểu yêu cầu nha các bạn nhé. Kiểu yêu cầu thứ nhất là yêu cầu nổi và yêu cầu thứ hai là yêu cầu chìm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi luyện tập một chút xem nào. Đâu là nổi và đâu là chìm. Và nổi thì cần phải làm những cái gì? Cô ví dụ như sau. Cô có cái đoạn trích này. Đây ạ. Cô đề số 1 cô cho là phân tích hình tượng sông Hương trong đoạn trích trên. Và đề số 2 của cô đó chính là phân tích sự chủ động của sông Hương trong đoạn trích trên. Phân tích sự chủ động của sông Hương trong đoạn trích trên. Ok ạ. À. Yêu cầu 1 là gì? Và yêu cầu 2 là gì? Đấy, yêu cầu 1 là nổi hay chìm? Yêu cầu 2 là chìm hay nổi? Và nó muốn làm rõ cái gì? Nào, comment lên nào, mạnh dạn lên nào, hăng hái lên nào. Không ông nào này nằm ngủ quên ở kia nữa thì tôi cũng mệt đấy. Đừng có cho tôi cái sự mệt mỏi ở đây. Ok. Nào, đúng rồi. Rồi ok ạ, à, đúng rồi. Trời ơi, mấy ông bà học sinh nhóm kín của tôi đâu rồi? Trước khi bà dạy tối ngày hôm qua ấy. Ok. Tối ngày hôm qua các bạn học sinh nhóm luyện đề có bảo rằng là cô ơi, tối nay có dạy không? Thì cô mới nói rằng là hôm nay cô trông con mệt quá. Nên là có khả năng là mai cô dạy đi cho nó gọi là cho nó sôi nổi. Đấy, xong các bạn là ô không, phải học đi cô, sôi nổi lắm. Mà không biết là tối nay các ông bà có còn ở đây không, hay là các bà ông bà gọi là đi ngủ rồi, hoặc là các ông bà trốn ở đâu rồi không biết. Ok ạ. À?
Các bạn ơi, các bạn chú ý giúp cô này, phần tài liệu thì cô đã up lên link Drive mà ở trong mail mà các bạn đăng ký rồi. Thế nên là những bạn nào mà chưa đăng ký ấy, thì các bạn có thể điền mail vào đây. Thì cô sẽ gửi cho các bạn cái Drive. Ở trên đấy thì đã up tài liệu của các buổi Zoom ở đây rồi. Đấy, các buổi live ở đây rồi. Thứ hai nữa là nếu như bạn nào muốn kỷ luật bản thân và nhắc nhở bản thân, các bạn có thể điền vào cái link điểm danh ở đây. Cái link điểm danh này thì kết thúc một tuần, nghĩa là vào tối chủ nhật thì cô sẽ check xem bạn nào học đầy đủ. Đấy, bạn nào điểm danh đầy đủ thì cô sẽ tặng cho bạn một món quà tinh thần random. Thứ hai nữa là nó cũng là một cái phiếu để cho các bạn nhắc nhở bản thân của các bạn ấy, là hôm nay bạn đã học chưa, bạn đã kỷ luật với bản thân bạn chưa, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi, quay trở lại bài tập của chúng ta. Yêu cầu 1 là phân tích hình tượng sông Hương. Nó chính là yêu cầu gì ạ? À, đúng rồi, nó chính là yêu cầu chìm. Bởi vì nó chỉ yêu cần phân tích đối tượng thôi. Trong đoạn trích này, đối tượng của nó là sông Hương, đúng không? Sông Hương ở vùng ngoại vi thành phố. Thì đây người ta yêu cầu là phân tích hình ảnh sông Hương, hình tượng sông Hương. Thì hình tượng sông Hương chính là đối tượng. Thì ở đây người ta chỉ yêu cầu bạn là phân tích đối tượng. Thì tức là đây chính là yêu cầu, đúng rồi, yêu cầu chìm. Còn cái đề số ạ, đấy, hò đấy. Đề số 2 là phân tích sự chủ động của sông Hương. Sông Hương chính là đối tượng, và sự chủ động chính là vẻ đẹp đặc biệt của sông Hương ở đoạn trích này. Ở những đoạn trích khác thì nó sẽ có những cái vẻ đẹp khác, nó sẽ có những nét đặc sắc khác. Ví dụ như là sông Hương ở vùng thượng nguồn thì nó chính là vẻ đẹp của một cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Còn ở sông Hương trong lòng thành phố chính là vẻ đẹp của một người thiếu nữ đang yêu. Rồi sông Hương khi rời xa thành phố là vẻ đẹp của một tâm trạng lưu luyến vấn vương. Đấy, thì đó chính là những vẻ đẹp của sông Hương, những vẻ đẹp đặc biệt của sông Hương. Thì ở trong đoạn trích này, đối tượng của chúng ta đó chính là sông Hương. Nhưng vẻ đẹp đặc biệt của sông Hương mà đề yêu cầu chúng ta phân tích là sự chủ động. Có nghĩa là luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm 3 nó phải liên quan đến sự chủ động. Có đúng không ạ? Thì đó chính là cái đề bài tập số 1. Và chúng ta sẽ xử sang bài tập số 2 nhá. Bài tập số 2 như sau. Hãy xác định cho cô cái đề này nó đang là nổi hay chìm. Đây, đề thứ nhất là trình bày cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên. Rồi, thứ hai nữa là cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp tâm hồn người lính trong đoạn trích trên. Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người lính, người lính trong đoạn trích trên. Ok. Đấy, đâu là nổi và đâu là chìm? Và nổi ở cái gì, chìm ở cái gì? Nào, nhanh lên nào. Đấy, một chắc chắn là gì? Cảm nhận đoạn trích trên, đoạn thơ trên chính là đối tượng cần phân tích. Và nó không yêu cầu chúng ta phải phân tích một nét đặc biệt nào. Nhưng đề dưới là gì? À, trong cái đoạn trích này chính là hình đối tượng là đoạn trích, và trong đoạn trích nó xuất hiện hình ảnh người lính, đúng không ạ? Đây, xuất hiện này người lính. Người lính chính là đối tượng, đúng không? Hình người lính chính là đối tượng. Và nó yêu cầu là vẻ đẹp tâm hồn, đúng không ạ? Vẻ đẹp 1 là gì? Vẻ đẹp 2 là gì? Vẻ đẹp 3 là gì? Thì đây chính là yêu cầu nổi. Chính xác rồi, yêu cầu nổi. Đó, được chưa? Xong chưa? Vậy cái đề này không phải là phân tích đoạn trích, mà là chúng ta phải chỉ ra vẻ đẹp tâm hồn 1 đó chính là gì, vẻ đẹp tâm hồn 2 đó chính là gì, vẻ đẹp tâm hồn 3 đó chính là gì, 4 đó chính là gì. Còn phụ thuộc vào nội dung của đoạn trích để chúng ta xem là nó có 1, 2 hay 3 hay 4, đúng không ạ? Thì đó chính là yêu cầu nổi và yêu cầu chìm. Và chúng ta đã cùng nhau luyện tập đến cái phần yêu cầu của đề ở yêu cầu chính. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến yêu cầu phụ. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ sang đến yêu cầu phụ. Yêu cầu phụ thì nó sẽ tồn tại hai dạng nha các bạn nhé. Rồi à, bây giờ yêu cầu phụ thì như sau này. Yêu cầu phụ thì nó sẽ có hai kiểu. Bây giờ các bạn hãy xác định hai kiểu. À, nó có ba kiểu chứ không phải là hai kiểu đâu. Và cái kiểu số 3 này là cái kiểu mà cô nghi là sắp tới ở trong đề minh họa nó sẽ có đây này. Đấy, thử xem lời cô Dương nói có đúng không nhá. Rồi ạ.
Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái thứ hai, đó chính là yêu cầu phụ. Yêu cầu phụ nó sẽ có 3 kiểu nhé. Kiểu thứ nhất đây ạ, là sẽ nhận xét một cái nét đặc sắc nào đấy. Nhận xét một cái nét đặc sắc nào đấy liên quan đến nội dung hoặc là nghệ thuật. Được chưa? Hoặc là nghệ thuật. Ok ạ, đấy chính là kiểu thứ nhất. Ví dụ như sau này. Ví dụ như đề thi năm 2020. Đợi cô một chút. Đây ạ. Đây ví dụ như thế này. Người ta cho các bạn một đoạn trích như thế này. Yêu cầu là phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích trên. Đấy, bây giờ đây từ từ á, trước khi mà đến cái phần yêu cầu phụ trách giúp tôi xem cái yêu cầu này là nổi hay chìm này. Đấy, ok, cái yêu cầu chính này này là nổi hay chìm. Đấy, ok. Nó chỉ có hai đáp án, một là nổi hay là chìm, nó đừng có đoán bừa tôi là được. Nổi hay là chìm. Từ xác định yêu cầu chính cái đã đi. Phân tích tâm trạng nhân vật của bà cụ Tứ, nổi hay chìm nào? Nào, nổi hay chìm đây? Nhanh cái tay lên. Ô, là gì ạ? Ôi trời ơi, đối tượng ở đây là ai? Đối tượng ở đây là bà cụ Tứ đúng không? Đấy, đối tượng của chúng ta ở đây đó chính là bà cụ Tứ. Nào, bà cụ Tứ. Còn cái nét đặc biệt ở đây đó chính là gì? Nét đặc biệt đây đó chính là tâm trạng. Vậy trong cái đoạn trích này bạn phải chỉ là tâm trạng 1 là gì? Tâm trạng 2 là gì? Tâm trạng 3 là gì? Vậy nó sẽ là đề gì ạ? Đề nổi. Làm nổi bật tâm trạng. Bình thường là phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích trên thì nó sẽ là đề chìm. Còn phân tích tâm trạng nhân vật thì tâm trạng chính là cái bạn phải liệt kê ra. Tâm trạng 1 là gì? Tâm trạng 2 là gì? Tâm trạng 3 là gì? Đúng không ạ? Rồi ôi. Thì đấy, đấy chính là về luyện tập yêu cầu nổi, yêu cầu chìm. Ok, bây giờ đến yêu cầu phụ. Yêu cầu phụ của chúng ta sẽ có 3 kiểu hỏi nhé các bạn nhé. Cái kiểu hỏi thứ nhất đó chính là nhận xét một nét đặc sắc nào đấy về nội dung hoặc là nghệ thuật. Ví dụ như sau. Từ đó nhận xét tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân được thể hiện trong đoạn trích. Thế đây chính là nét đặc sắc về nội dung. Có nghĩa rằng là trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ này đã có một cái nội dung, đó chính là tư tưởng nhân đạo mà nhà văn Kim Lân muốn truyền tải thông qua cái tác phẩm của mình. Vậy thì đấy chính là nét đặc sắc về nội dung. Còn ví dụ như sau này. Ở đây các bạn để ý cái đề này này. Trình bày cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên, từ đó nhận xét cảm hứng lãng mạn trong thơ ở Quang Dũng. Thì đấy chính là nét đặc sắc về gì ạ? À, nội dung đấy chính là hình ảnh người lính, thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Còn nghệ thuật đó chính là cảm hứng, khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Đó chính là cái bút pháp nghệ thuật nhân hóa rồi cùng các biện pháp nghệ thuật khác. Thì cảm hứng lãng mạn chính là nét đặc sắc trong nghệ thuật. Bởi vì chúng ta có hai cái nguồn cảm hứng, đó chính là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thì ở đây người ta yêu cầu bạn là nhận xét cảm hứng lãng mạn chính là cái đặc sắc trong nghệ thuật để làm nên thành công của đoạn trích này cũng như bài thơ Tây Tiến. Vậy thì nó đang yêu cầu các bạn nhận xét nét đặc sắc trong nghệ thuật. Ở cái bài Vợ Nhặt vừa nãy là nét đặc sắc trong nội dung. Còn ở cái bài Tây Tiến này thì người ta đang yêu cầu bạn là nhận xét về nét đặc sắc trong nghệ thuật. Vậy thì chúng ta sẽ có kiểu yêu cầu phụ thứ nhất, đó chính là nhận xét nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật. Đây là cái loại dễ nhất. Đây là cái kiểu yêu cầu phụ dễ nhất mà chúng ta sẽ được tiếp cận. Còn cái kiểu yêu cầu phụ thứ hai nó khó hơn. Đó chính là liên hệ hoặc là so sánh với một hình ảnh nào đấy. Đây là cái dạng mà rất là nhiều bạn kêu gào cô là luyện tập nhiều lên và khả năng thi của nó cũng khá là cao. Đây chính là các bạn nhìn cho cô, đề thi năm 2018 là người ta yêu cầu là liên hệ và so sánh đấy ạ. Ê bạn đọc cái yêu cầu phụ cho cô như sau này. Phân tích đoạn trích trên
từ đó liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền à đâu đâu đây 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 đây, đây là đề thi năm 2022. Đề thi năm 2022 là cho bạn một cái đoạn trích như thế này, chính là cái đoạn bức ảnh đất trời cho mà Phùng thu được đấy ạ. Và người ta yêu cầu bạn là phân tích đoạn trích trên, thì yêu cầu chính chính là yêu cầu nổ, yêu cầu chìm. Còn yêu cầu phụ này, từ đó liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sương gió giữa phá để rút ra thông điệp nghệ thuật và cuộc sống. Vậy chúng ta cùng phân tích nhá. Ok ạ. Thì để ý cho cô này. Liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích, trong đây nó là cái hình ảnh chiếc thuyền rất là đẹp và lung linh ở trong bức ảnh đất mà trời trời cho, đúng không? Đây chính là cái bức ảnh đẹp này, cái gọi hình ảnh con thuyền rất là đẹp và lung linh ở trong bức ảnh đất mà Phùng thu được. Còn nó đối ngược với hình ảnh con thuyền đang chống chọi giữa phá ở cái đoạn trích ở gần cuối tác phẩm đấy, có sóng gió ấy, đang lênh đênh giữa sóng gió đấy. Thì người ta yêu cầu bạn là liên hệ cái hình ảnh này nó đại diện cho cái gì, cái hình ảnh này nó có thông điệp gì và cái hình ảnh nó viết về cái gì đấy, và liên hệ với cái hình ảnh con thuyền đối chống chọi giữa phá để có thể làm nổi bật cái mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Nếu như bình thường, nếu như theo cái kiểu đề một này thì người ta sẽ chỉ yêu cầu là phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét thông điệp nghệ thuật và cuộc sống mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã ký thác qua chiếc thuyền ngoài xa đấy, hoặc là trong tư tưởng của nhà văn Nguyễn Minh Châu là bình thường đấy, thì được gọi là nhận xét nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật. Nghĩa là thông điệp giữa nghệ thuật và cuộc sống chính là nội dung, nghĩa là nó đã đặc sắc về nội dung. Nhưng cái đề này nó đã nâng cấp hơn và cái đề này nó đã khó hơn, nếu yêu các bạn liên hệ hai hình ảnh. Trong đây là đoạn trích này đang nói về một cái hình ảnh con thuyền trong bức ảnh, con thuyền đẹp và con thuyền lung linh, con thuyền ẩn trong một cái lớp màn sương rất là thơ mộng. Nhưng đây là cái con thuyền chống chọi giữa phá. Thì người ta yêu cầu bạn là từ cái hình ảnh này, từ cái thông điệp từ cái con thuyền này, liên hệ với cái con thuyền này để làm rõ thông điệp nghệ thuật. Chứ không phải là nhận xét cái thông điệp nghệ thuật mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đưa ra. Bạn phải liên hệ cái hình ảnh hai cái này đã, rồi bạn mới đưa ra thông điệp. Thì đấy được gọi là kiểu yêu cầu phụ liên hệ và so sánh. Được chưa? Đó. Ví dụ như đề năm 2018, đó chính là phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh con thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực gia đình hàng trái trong chiếc thuyền ngoài xa, từ đó liên hệ sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam để làm rõ cái nhìn hiện thực của hai tác giả. Vậy cái nhìn hiện thực chính là nét đặc sắc trong nghệ thuật, đúng không? Cái nhìn của hiện thực của tác giả, hiện thực mà, đúng không? Đấy, nó sẽ liên quan đặc sắc về, nó sẽ là đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, đúng không? Nếu như nó không có cái hình ảnh sự đối lập này giữa con thuyền trong tác phẩm và cái cảnh đêm khuya, thì cái yêu cầu đề này nó sẽ chỉ là yêu cầu nhận xét nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật thôi. Nhưng trước khi nhận xét cái đặc sắc trong nội dung nghệ thuật này thì bạn phải liên hệ sự đối lập giữa con thuyền với cái phố huyện. Đấy, cái sự đối lập giữa con thuyền ở trên này. Đấy, con thuyền ở trên này và hình ảnh con thuyền, hình ảnh chiếc tàu đêm khuya. Thì đấy chính là liên hệ và so sánh. Thì cái dạng này là cái dạng mà các bạn đang rất là yếu. Và đề thi của trường Hạ Long, chuyên Hạ Long vừa rồi nó có ra cái kiểu đề này. Thế nên là các bạn đang kêu gào cô Dương dạy rất nhiều. Nếu như các bạn nhiệt tình và các bạn sôi nổi, cô Dương sẵn sàng để dạy các bạn trong những cái tiết học tiếp theo mà chúng ta đồng hành. Nhưng nếu như các bạn không nhiệt tình và không sôi nổi, học không được hào hứng và hồ hởi, thì chúng ta sẽ chỉ gọi là ôn phân tích thôi, chứ không nâng cao và mở rộng. Đấy, quan trọng là các bạn có nhiệt tình hay không, các bạn có sôi nổi hay không, các bạn có ham học hay không. Các bạn ham học thì cô vẫn ham dạy, các bạn nhiệt tình thì cô vẫn nhiệt tình, không vấn đề gì cả. Ok ạ. Thế nhá. Thì đấy là kiểu thứ hai, khó hơn rất nhiều so với kiểu thứ ba, so với kiểu số 1. Nhưng còn một kiểu khó nữa mà cô nghi là đề thi năm nay sẽ ra, và cô nghi là ngày mai hoặc ngày kia đề minh họa sẽ đưa. Nếu như nó không ra thì chúng ta sẽ dễ dàng ôn tập hơn. Nhưng nếu nó ra đúng kiểu mà cô Dương phán đoán bây giờ thì cái sự ôn tập của chúng ta nó đòi hỏi phải ác liệt hơn. Nó đòi hỏi cũng phải gọi là đầu tư nhiều thời gian và nhiều công sức hơn. Nó cũng cần phải cái sự tư duy của chúng ta nữa. Đó chính là dạng liên hệ yếu tố thực tiễn. Dạng thứ ba, đó chính là liên hệ
thực tiễn, liên hệ thực tiễn có nghĩa là như thế này đây ạ. Ví dụ như cái đề này, người ta sẽ không yêu cầu các bạn là nhận xét nghệ thuật và cuộc sống nữa, mà người ta sẽ yêu cầu bạn như sau này: phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận, từ đó rút ra bài học giữa nghệ thuật và cuộc sống trong xã hội hiện nay. Được chưa? Xong chưa? Nghĩa là không phải là nghệ thuật và cuộc sống ở trong tác phẩm nữa, mà từ cái nghệ thuật và cuộc sống mà tác giả nêu ở trong tác phẩm đấy, chúng ta rút ra bài học thực tiễn là à, thế nghệ thuật và cuộc sống ngày nay ấy, nó cần phải như thế nào? Chúng ta cần phải như thế nào? Từ cái thông điệp mà tác giả đưa ra. Ví dụ tương tự như vậy, cái đề này đó chính là phân tích nhân vật bà cụ Tứ, tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét vẻ đẹp tấm lòng người mẹ hoặc sự bao dung của người mẹ đối với con trong xã hội hiện nay, hoặc là rút ra thông điệp về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay. Được chưa? Đấy, đấy là cái kiểu thứ ba, liên hệ thực tiễn. Mà cô nghi là đề minh họa sắp tới sẽ ra, thì không biết là có ra hay không, để mai ngày kia có đề minh họa thì chúng ta sẽ biết. Nếu như có thì có thì lại phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Còn nếu như không có thì chúng ta sẽ tập trung vào ôn cái dạng dễ hơn, chứ không nhất thiết phải ôn cái dạng khó như vậy. Hoặc là đối với cái đề này, người ta yêu cầu các bạn là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên, từ đó nhận xét vẻ đẹp người lính thời bình. Hoặc là gì ạ? À, hoặc là trình bày cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên, từ đó nhận xét vẻ đẹp tâm hồn người lính và liên hệ với vẻ đẹp tâm hồn người lính trong xã hội ngày nay. Đấy, được chưa? Hoặc là nhận xét, so sánh hoặc là liên hệ với vẻ đẹp của người lính thời bình. Đó, hoặc là người ta cho các bạn về bài đất nước này chẳng hạn, người ta sẽ yêu cầu các bạn như sau này, đó chính là phân tích hình ảnh đất nước trong đoạn trích trên, hoặc là từ đó nhận xét trách nhiệm của chúng ta với đất nước trong xã hội hiện nay, hoặc là gì ạ? À, từ đó nêu nhận thức của chúng ta về trách nhiệm của mình đối với đất nước trong giới trẻ ngày nay, thì đó được gọi là liên hệ thực tiễn, được chưa? Đấy được gọi là yêu cầu phụ liên hệ thực tiễn. Thì cái này là cái khó hơn, nó đòi hỏi cái hiểu biết của các bạn, cũng như là cái nêu cao sứ mệnh và trách nhiệm của các bạn ở trong cái xã hội ngày nay, chứ không đơn thuần chỉ là ở thơ nữa. Thì đấy được gọi là liên hệ thực tiễn, được chưa? Ok, đấy. Thì nó sẽ có 3 kiểu yêu cầu phụ nhá. Yêu cầu phụ thứ nhất đó chính là nhận xét nét đặc sắc về nội dung hoặc nghệ thuật. Yêu cầu phụ thứ hai đó chính là liên hệ hoặc so sánh với một chi tiết nào đấy, từ đó đưa ra lời nhận xét. Còn cái thứ ba đó chính là liên hệ với một yếu tố thực tiễn gắn với chúng ta của xã hội hiện đại. Thì đó chính là về yêu cầu của đề trong buổi live stream ngày hôm nay mà cô hướng dẫn với các bạn. Và đó chính là cái phần nội dung của buổi học hôm nay, nội dung của buổi học số 2 trong cái tiết học còn 199 ngày. Thì khi các bạn hiểu được yêu cầu của đề, các bạn nắm chắc được yêu cầu của đề, thì các bạn sẽ tập trung để làm rõ yêu cầu của đề. Lúc đấy bài viết của bạn sẽ không lan man, bài viết của bạn sẽ đúng trọng tâm hơn, và bài viết của bạn sẽ nêu bật được những cái nội dung và luận điểm hơn. Thì đó chính là về phần yêu cầu của đề. Và cô cũng muốn các bạn nắm rõ hơn là trong yêu cầu chính và yêu cầu phụ chúng ta có các kiểu như thế nào, để nếu như mà để chúng ta có một cái lộ trình ôn tập làm sao cho nó kỹ. Nếu như chúng ta đang học về nhận xét nét đặc sắc trong nội dung, thì khi đi học bất kể một tác phẩm nào hoặc đi phân tích bất kể một cái đoạn trích nào, các bạn sẽ có định hướng là à, trong cái đoạn trích đấy nó có đặc sắc trong nội dung là gì, trong cái đoạn trích đấy có đặc sắc về nghệ thuật là gì, để nếu như khi người ta khai thác hoặc là người ta hỏi đến là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Còn nếu như mà chúng ta đang ôn tập theo kiểu là liên hệ và so sánh, thì khi chúng ta học phân tích bất kể một đoạn trích nào, chúng ta phân tích bất kể một nội dung nào, thì chúng ta cũng lường trước những cái chi tiết liên hệ và so sánh để chúng ta chuẩn bị rõ tinh thần. Còn nếu như đề minh họa sắp tới vào ngày mai hoặc là ngày kia mà nó tung ra ấy, mà có liên hệ yếu tố thực tiễn như kiểu yêu cầu phụ thứ ba này, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ phải dành nhiều thời gian ôn tập hơn, dành nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, và cũng sẽ phải mở rộng cái nội dung chuẩn bị của chúng ta ra nữa, để chúng ta có một cái sự ôn tập làm sao sát với cấu trúc của đề thi nhất. Và đó chính là nội dung của bài học số 119 ngày
và chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm mai. Và buổi ngọc hôm nay thì cô xin phép dừng lại tại đây và cảm ơn tất cả các bạn cái sự gọi là đón chờ cũng như là mong mỏi cái livestream của cô Dương. Và chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và chuẩn bị tinh thần học tập hiệu quả để ngày mai chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tiếp. Và rất mong là các bạn sẽ bền bỉ với cái chặng đường này để chúng ta có một cái sự ôn tập thật là kỹ càng, cũng như là có cái tinh thần bổ sung cái kiến thức để mình có một cái sự ôn tập tốt nhất. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Rất là cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình trong buổi livestream ngày hôm nay. Okay.